Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tặc Jimmy. Ngày hôm nay thì bây giờ thì clip của mình hôm nay mình sẽ tăng cấp sức mạnh, nói chung là quay trở lại với series tăng cấp sức mạnh. Như các bạn cũng đã biết thì về đồng đội của mình, trước tiên chúc các bạn đã một ngày tuyệt vời. Và xem clip thì đừng quên like với lại ủng hộ mình, subscribe và kích quảng cáo nha. Nhắc các bạn nhớ các bạn kích cho mình quảng cáo, không các bạn quên nữa khổ mình. Rồi, nói chung là anh em nhớ ủng hộ video là được rồi. Nên mấy cái đó thì mình nhắc hoài rồi, không nói nữa. Về đồng đội của mình thì các bạn cũng đã biết là mình đã nâng cấp lên hai đồng đội, là đã đạt 1 triệu máu, đó là Lao và nhân vật chính. Nhân vật chính thì nhìn ở đây chỉ có 807k thôi, còn Lao nhìn ở đây chỉ có 824k thôi, nhưng mà vào đánh nhau thì nó sẽ được 1 triệu. Đây mình sẽ đánh cho anh em coi luôn. Không, anh em nói mình là Lao làm gì có 1 triệu hay 800 mấy, rõ ràng 1 triệu cái gì mà triệu này. Rồi sau khi vào trận hình đánh nhau thì nhân vật chính mình đã lên 1 triệu, đây 100 vạn nha anh em, 102 vạn. Bây giờ còn gia viên Lao thì 103 vạn. Đó, dư được một mớ máu. Đây, còn gym bell của mình thì nhiêu? 979k. À, cho nên hôm nay mình sẽ làm clip tăng cấp sức mạnh và giúp cho gym bell lên 1 triệu máu. Gym bell sẽ là đồng đội thứ ba trong trận hình của mình đạt 1 triệu máu. Và hôm nay mình cũng chính thức tuyên bố với anh em luôn là mình sẽ có một món trang bị đồ rèn 145. Đây, dây chuyền 140, áo 140, cái vũ khí 140, tổng cộng là mình có 3 trang bị 140. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật trong cái đợt update vận mới của Dinh Mây gần nhất đây, thì nó đã ra món đồ rèn trang bị 145, mình sẽ cho anh em xem đầy đủ full đồ luôn. Đây, vũ khí thì sẽ lên cái kiếm này, rất là giống cái kiếm vỏ sò. Còn cái nhẫn thì là sẽ nhẫn đầu rồng, ma khí thì sẽ lên một cái giống như một cái trượng màu xanh đó, cái áo thì lên cái áo này đó rất là đẹp, nón thì cũng là như giống như nón rồng á, nón rồng có sừng rồng. BB thì mình thấy khá giống luôn, từ BB 140 lên 145 thì về hình dạng thì giống y chang nhau, chỉ có là nó thu nhỏ lại một chút với lại thay đổi một chút đẹp thôi. Đây, còn đây là dây chuyền rất là đẹp nha anh em. Cho nên hôm nay thì mình sẽ rèn cái dây chuyền này. Chính thức mình có một món trang bị 145 rất là đẹp luôn. Và tất nhiên sinh mệnh cộng thì không yếu đâu anh em ơi, rất khủng khiếp. Và như anh em đã thấy rồi, muốn rèn được cái này cũng không phải dễ. Chúng ta cần tiêu tốn 180 vạn berry là cái thứ nhất. Cái thứ hai là 1650 ảnh hồn. Và cái thứ ba đó là 105 cái vỏ sò này. Đó, rất là tốn cho anh em. Và cái cơ bản thì chắc chắn các bạn cũng đã biết, đó là pha lê, hải ma thạch, trân châu, mã não với lại san hô, tất cả các nguyên liệu đây. Có điều một cái điều đặc biệt luôn, đó là chúng ta rèn áo, nón, vũ khí đồ thì chúng ta sẽ tốn quặng, quặng đồng, quặng vàng, quặng sắt, quặng bạc gì đó. Nhưng mà riêng cái dây chuyền á thì chúng ta rèn sẽ không có tốn quặng gì cả. Chúng ta chỉ tốn nguyên liệu đó là pha lê, hải ma thạch và trân châu rồi đó. Nhưng mà nó sẽ tốn 5 loại nha. Còn bình thường chúng ta rèn bất cứ cái món trang bị nào thì chỉ tốn có 4 loại thôi. Nó sẽ trừ một loại ra. Còn riêng rèn dây chuyền thì không tốn quặng nhưng mà sẽ đủ tất cả nguyên liệu đó. Hiện tại mình thấy mình thiếu hơi nhiều nha, cho nên giờ mình sẽ đổi luôn cho nó đủ. Đầu tiên là hải ma thạch mình có 98 nhưng mà cần tới 210 hả? Cái này thì mình đổi chắc 200 là vừa. Đâu, hải ma thạch mình có rất nhiều, nói chung là nhiều lắm. Mình sẽ cho anh em coi cái số lượng mình đang để dành này. Đây, hải ma thạch chất lượng thấp mình tới có 10.000, chỉ ra đổi ra được là tổng cộng là 1.000 hải ma thạch chất lượng thường. Cái mã não thì còn 4.600, trân châu thì 6.700 và pha lê là 5.300, nó rất là nhiều. Bây giờ mình đổi cái hải ma thạch đã, đổi ngàn ngàn nhưng mà mình đổi tầm 200 thôi là vừa rồi, đủ rèn là ok rồi. Trân châu chắc mình cũng đổi 200 luôn, mỗi cái mình đổi 200 đi, còn lại để dành. Ít bữa mình còn rèn những thứ khác nữa, rất là nhiều, mình còn rất là nhiều thứ cần rèn. Rồi để mình coi coi không biết đủ chưa nữa. Mình thấy có cái tốn tới 200 mấy luôn, không biết có đủ hay không. Ok, vậy là đủ rồi đó. Bây giờ lấy 105 cái vỏ sò ra nữa là ok. Mình chính thức có một trang bị rèn 145 duy nhất. Đây là cái đồng đội, cái thời gian vật phẩm đầu tiên và cũng là đầu tiên chứ không phải là duy nhất. Duy nhất ít bữa mình còn rèn nữa mà, kêu duy nhất. Ô, hên quá, mình tưởng không đủ cái đá vỏ sò này nữa chứ. Ngàn ba là cũng đổi được 130 mấy. Rồi, mình đổi cái này 100 là ok rồi. Đó, ok chưa? Berry thì mình cũng còn, ảnh hồn thì mình cũng còn, nói chung là mọi thứ đều đầy đủ. Chỉ có nhấp nhấp vào cái chỗ rèn là ok thôi. Đây, vậy là đủ rồi nha. Ảnh hồn thì mình 1.650 thì mình chắc là mình có rồi.
vào kiểm tra luôn cho nó chắc đây. Đây mình còn tới 3.800 rồi, lo gì. Bây giờ chúng ta sẽ cho mình sẽ cho các bạn coi thì lượng sinh sinh mệnh nó tăng như thế nào nha. Đầu tiên sinh mệnh là cơ bản là 963k rồi, giờ mình tháo ra đèn 963k rồi, nhớ rồi đó. Đó nó sẽ lên cái hình này nha anh em, đẹp quá và không rớt cưng quá nữa, rất tuyệt vời. Mình cứ tưởng rớt cưng quá. Yeah lên thôi, trời ơi 145 không phải vừa đâu nha anh em. Xong rồi xong rồi xong rồi, hồi này là 963k đúng không, bây giờ mình mang vào đó, đẹp không đẹp. Phê quá, 900 mà cái gì ghê vậy, 963 nó lên 995 rồi, thôi luôn. Vậy là dư rất triệu rồi, khủng khiếp rồi. Kinh vãi, đây là đồng đội đầu tiên mà chúng ta coi, ý ý mình là coi thôi, chỉ coi ở trong cái hình này thôi là nó là chiếm cái lượng máu cao nhất, nhưng mà dính chỉ có 800 mấy thôi, còn lao thì cũng chỉ có 824, khi mà vô chiến đấu thì nó mới được cộng thêm, còn chúng ta coi trong đây thì nó chỉ có 800, vì mèo thì 995. À, các bạn có thấy được sức mạnh của cái dây chuyền khi mà chúng ta rèn chưa, cộng sinh mệnh khủng khiếp, từ từ 63 mà lên 95 suy ra chúng ta được cộng thêm 32k, 32k máu, trời ơi không vừa đâu. À, nếu mà mình rèn được hai món đây, để mình tháo ra mình coi lại, nếu mà mình rèn được hai món 145 thì sẽ được cộng thêm vật phòng 2.800 điểm, wow. Còn nếu mà rèn được ba món thì sẽ được ma phòng thiên phú đó. Ma phòng thiên phú của mình thì hiện tại đang là SS rồi, nếu mà mình ráng rèn lên 4 bộ thì sẽ được thẩm thêm vật phòng. Bây giờ thì hên xui thì mình sẽ sở hữu được dòng cam thứ hai cho Jimbel. Mấy cái này thì từ từ mình sẽ tính sao. Nói chung là giờ muốn rèn lên một món nữa 145 thì cũng dễ lắm, mình cũng rèn được mà, đâu có gì khó đâu. Mình có thể rèn áo, áo mình cũng đủ đó, mình còn một ít quặng đồng mình đổi ra nữa, xong nó đổi thêm cái trân châu rồi các thứ mình cũng vẫn sẽ rèn được thôi, nhưng mà tại vì mình không muốn, mình muốn để dành để mình rèn thứ khác. Mục tiêu tiếp theo của mình không phải là món 145 rồi. Như vậy là mình đã thành công rồi, như vậy thì chắc chắn là anh em cũng đã biết là chắc chắn là Jimbel mình lên 1 triệu máu rồi, mình sẽ vào đánh luôn. Vậy là trận hình của mình chính thức có 3 đồng đội đạt 1 triệu máu, Lao là đầu tiên, nhân vật chính là thứ hai và Jimbel là thứ ba. Ủa đây Lao là nè anh em, 101 vạn đó, 1 triệu máu liền, trời ơi trâu quá. Còn Beirut thì chỉ có mới 785k, Mirela thì có 700k thôi, cho nên muốn lên 1 triệu thì cũng một chặng đường rất là dài. Cái đó thì từ từ mình sẽ đến. Ủa cái gì đây? Mình ở tầng 4 mình có ảo mật nè anh em. Này giống như là những cái Imbadao bí ẩn đó. Chúng ta lĩnh thưởng xong là lâu lâu nó có xác suất ra được mấy cái ải này, chúng ta đánh thì tinh hoa với lại đá năng lượng rồi sẽ rất là nhiều. Yeah. Rồi ok nha, về trái ác quỷ thì mình đã chăm sóc full rồi, cho nên tinh hoa nhân tố ác quỷ của mình bây giờ cũng chả dùng để làm gì nữa. Đâu Medela đâu, đây ba trái đều 20, ba trái đều 20, 20 cả, tất cả đều 20. Ít bữa mình kiếm trái ác quỷ mới rồi mình sẽ kế thừa qua, rồi mình sẽ chăm sóc tiếp cho tụi nó. Trời ơi đẹp quá đi ơi, dây chuyền đẹp vãi, mới cường quá 143 thôi nha, cường quá lên 167 là sinh mệnh tăng thêm một hơi bị khấm nè. Ma khí của mình thì chả liên quan, cho nên mình cũng chả cần làm cho nó nhiều cả. Rồi bây giờ thì làm sao bây giờ ta, thử sức sinh mệnh cái, bây giờ mình thử tháo hết đồng đội ra đây cho tụi này đam coi thử bao giờ với bên của mình mới chết nha anh em. Đó mình sẽ ra đỡ đòn cho, nhưng mà chính cứ núp ở sau ta đi. Ui, bây giờ mang trận hình kia cho khỏe đi, không chịu chờ tờ nha anh em đợi xíu mình đắp lại đó. Không nên xài cái trận hình này, là lâu lâu có người đó nào đó đánh mình là mình tiêu đấy. Rồi với lại sau khi rèn xong thì lực chiến cũng có tăng một ít nữa, bây giờ mình sắp lên 2.004.000 rồi, bình thường chỉ có 2.003.000 thôi. Rồi mình sẽ xài cái trận hình này, tất cả hãy đi về nhà đi, để anh cho, để anh cân thế giới cho. Rồi mình sẽ đi phó bản hiện tại luôn, như vậy anh em sẽ biết được sức mạnh của bọn người cá ở phó bản hiện tại, kèm theo đó là mình sẽ cho tụi nó đam thoải mái, đam vãi cái linh hồn luôn. Rồi đam đi, tất cả đam thoải mái đi, anh đứng cho mấy chú đánh đó, anh đứng mình chịu đòn cho mấy chú đánh đó. Rồi vậy là nhát chém đầu tiên mình thấy giống như là không dích xe rồi,
Nhà chém thứ hai bắt đầu get C rồi. Ma rồi, tụi này trâu bò quá. Nó chém cũng khá là mạnh đó chứ anh em. Thì mình cũng đấm đấm được nửa cây rồi. Ui trời ơi, ui rồi ơi, ui rồi ơi. Bầu, ui nó bầu liên hoàn luôn, sao mình chịu nổi. Rồi xong. Mặc dù là máu đã lên 1 triệu nhưng anh Jim Bell rất là đòn. Mà anh ấy đã cũng sắp chết rồi. Ui trời ơi. Không giết được ai rồi. Theo cái tình hình này mình nghĩ là không giết được ai rồi. Nó chém thêm một tuần nữa là mình chết queo rồi chứ có cơ hội đâu mà giết ai. Xong xong xong, nó có nọ rồi kìa. À, bay sát. Nhân vật chính cũng chết đúng cùng lúc với Jim Bell luôn. Cho nên có thể nói là nhân vật chính vẫn yếu hơn Jim Bell rồi. Tại vì cái thứ nhất đó là về những cái nhát chém thường của bọn người cá là Jim Bell mình đỡ hết mà. Theo bình thường thì nhân vật chính của mình sẽ phải trâu hơn Jim Bell rất là nhiều đấy. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình có cảm giác là nhân vật chính nó đang yếu hơn Jim Bell rồi. Vật phòng của nhân vật chính là 64k, trong khi đó vật phòng của Jim Bell chỉ có 57k thôi, thua rất là nhiều. Nhưng mà vậy là lì đòn rồi đó anh em. Ma phòng thì 41k, ma phòng của nhân vật chính vẫn là 46k. Mặc dù đồ rèn là các bạn thấy rất là sơ sài, vô 90 thôi đó, sơ sài lắm luôn, sinh mệnh cũng đâu có rèn nhiều đâu, thế mà vẫn trâu hơn Jim Bell về điểm hệ số. Cho nên mình nói rồi, nhân vật chính nó có rất là nhiều thứ mà những đồng đội khác nó không thể nào có được đó, bởi thế. Tiêu kiêu phòng thì 39k, còn riêng thằng này cũng chỉ 36k thôi đó, trên là rất là nhiều, trâu quá. Nói chung là bọn người cá nó cũng trâu quá cho nên mới đánh được mình đấy. Mình đấm thêm một tuần, hai tuần, một tuần rưỡi nữa là mình đã giết được rồi. Các bạn sinh lớn sẽ hồi máu lên rồi. Ai nhân tiện cũng nhận quỷ hải tặc luôn. Mình đã mua được 10 suất hồi bữa. Bây giờ đã 15.000 vàng mình sẽ nhận nha. Ok. Đó. Rất là nhiều vàng luôn. 19.800. Chuẩn bị lên 20.000 rồi. Ở cái đợt hoạt động vòng quay may mắn hồi bữa mà mình không phí phạm thì bây giờ mình đã gần 30k rồi. Mình nói thật với các bạn luôn. Mình gần 30k rồi. Tại vì cũng chưa bao giờ mình làm cái clip tiêu vàng để quay vòng quay may mắn cho nên làm một cái gì đó nó thú vị, nó mới mẻ cho anh em coi thôi chứ không có gì cả. Này, clip hôm nay đơn giản thôi, chỉ là tăng cấp sức mạnh và giúp cho đồng đội thứ ba Jim Bell của mình đạt 1 triệu máu. Và mình chắc chắn với anh em một điều là chắc chắn là dòng ba cái dòng phòng thủ này mình sẽ làm cho bằng được để lên dòng cam rồi. Anh em cứ chờ đợi đi, rồi một ngày nào đó khi mà mình đã lên được một dòng cam ở đây, mình sẽ nói lại cho anh em biết là ở clip này mình đã nói với anh em như vậy. Chắc chắn anh em cứ nhớ điều đó đi. Ủa berry của mình còn nhiều ta, vẫn còn 8 triệu nè, nhiều berry vãi nha. Ok. Nói chung thì đồng đội của mình cũng được hai người, nhân vật chính là bà Jim Bell sở hữu dòng cam rồi, nhân vật chính sở hữu dòng vật phòng, còn Lao thì sở hữu dòng vật công, còn Lao thì sở hữu hai dòng vật phòng và ma phòng luôn. Chỉ ra cũng có 4 dòng rồi. Nói chung là cũng có gì đó nó hơi hot hot rồi. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nhớ like video ủng hộ mình cũng như là đăng ký kênh, subscribe và những quảng cáo trong video thì anh em phải kích nha. Kích vào quảng cáo ủng hộ mình nhiệt tình đấy. Không kích là mình buồn lắm, mình khóc như cái con Siraxi này luôn nè. Đó, đang khóc kìa, anh em thấy không? Ở đây thì nó không khóc được. Các bạn nhìn ở bên ngoài thì mới thấy nó khóc. Đó. Không biết tại sao nó khóc nữa, khóc xong rồi nó cười. Rảnh thiệt. À, bye bye các bạn nha. Nhân tiện làm lại cái trận hình này đã, nếu không là bị mấy thanh niên đánh cho sấp mặt lờ luôn. vãi cả rớt con chuột luôn, chơi mà rớt con chuột luôn trời.